mèo. Một loài động vật sở hữu vẻ bề ngoài siêu cấp dễ thương, là hoàng thượng của hàng vạn con sen trên trái đất này, là loài thú cưng thống trị muôn loài. Thành thật với bạn rằng, những lời ngợi ca kể trên không hề phóng đại một chút nào. Với số lượng đông đảo, loài mèo đem đến tác động rất lớn tới môi trường mà chúng ta sinh sống và có khả năng tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ tới các loài động vật khác, trong đó có cả con người. Mèo nguy hiểm hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Nếu không được nuôi dưỡng cẩn thận và chuẩn mực, loài mèo có thể phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái. Chúng không hề đáng yêu và hoàn toàn vô tri, vô tội giống như đa phần mọi người đều nghĩ. Trong video lần này, tác giả Creature Lovers tại Spider Room khám phá sự thật kinh hoàng đằng sau loài động vật sát thủ có khuôn mặt dễ thương này thông qua những nghiên cứu khoa học và lập luận chặt chẽ ngay đây. Và đừng quên, chúng mình đã đính link bài viết có tên là Mèo nhà, nỗi ám ảnh kinh hoàng của tác giả ở phần mô tả cho những ai muốn đọc đầy đủ bài viết nhé. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu thôi. Cái việc mà giáo dục để hiểu thế nào về thái độ, kỹ năng và kiến thức hết sức quan trọng đối với các cái môi trường học tập. Sáng tạo là gì? Là cái việc mà chúng ta đem lại một cái sự mới về mặt giải pháp cho khách hàng. Không phải là cái mà các bạn đi khen một cái sản phẩm của các bạn đẹp. Vâng. Rồi các bạn lôi ra cái quan điểm là em được training như thế, em được dạy, các thầy cô dạy đấy, không phải. Mình bảo là gì? Cái đấy nó chỉ là một phần. Cái quan trọng là làm sao để thuyết phục người ta trả tiền để mua cái sản phẩm của bạn. Chứ không phải là cái việc mà các bạn bảo ôi như thế là đẹp nhất rồi. Cái thế hệ trẻ bây giờ và cái thế hệ mà gọi là các đàn anh đi trước thì nó khác nhau rất là nhiều về liên quan đến vấn đề về cơ hội hay vấn đề về trình độ. Như bạn cũng biết thì là bản chất là những cái thế hệ như các anh đi trước, cơ hội thì ít hơn so với bây giờ, nhưng thật ra cái thách thức thì sẽ không nhiều như cái thế hệ bây giờ. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Nếu như các bạn hay theo dõi tin tức thì có thể các bạn còn nhớ về những đợt các loài động vật ngoại lai bùng nổ ở nước ta trong khoảng thời gian từ năm 2008 cho đến 2019. Nổi trội nhất là rùa tai đỏ, ốc bươu vàng, cá chùy kiếng, mới đây là tôm hùm đất và một thanh niên không biết idol mà bị người ta nghĩ là động vật ngoại lai do Trung Quốc thả vào Việt Nam, rắn lục đuôi đỏ. Nhưng có một loài vật tuy không hẳn là động vật ngoại lai nhưng lại nguy hiểm đến hệ sinh thái của Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung, đó là mèo nhà. Nhưng mà mèo nhà là gì? Mèo nhà với mèo hoang khác nhau gì đâu? Mèo nhà là danh từ phổ thông để gọi loài mèo được con người thuần hóa khoảng từ 4.000 năm trước và hiện tại. Chúng không còn là loài động vật hoang dã bản địa ở tất cả mọi nơi trên thế giới nữa. Ban đầu người ta gọi chúng với cái tên là Felis domesticus, nhưng sau này danh pháp của chúng đổi thành Felis catus và vẫn được dùng cho tới ngày nay. Thế nên trong bài viết này khi mình nhắc đến từ mèo nhà, các bạn hãy hiểu rằng đây là mình nói toàn bộ những con Felis catus, chứ không chỉ nói về những con mèo được nuôi trong nhà và có chủ sở hữu. Từ mèo nhà còn được dùng để nói những con mèo hoang nhưng cũng thuộc loài Felis catus. Hãy bắt đầu với những thông tin quan trọng. Điều này có thể một số bạn đã từng nghe qua, một số khác thì không quan tâm. Số còn lại sẽ nhảy vào hốt mình vì dám khi quân phạm thượng động chạm tới hoàng thượng của muôn dân. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, một bài báo đăng trên New York Times có đề cập việc chính phủ Úc ban hành lệnh giải xúc xích tẩm độc để tiêu diệt mèo hoang vào năm 2015, đạt chỉ tiêu xử lý được 2 triệu con mèo vào năm 2020. Tin này được rất nhiều báo chí Việt Nam đưa tin, có rất nhiều ý kiến trái chiều cho kênh vấn đề này, nhưng trước khi bàn vấn đề đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vì sao người ta lại phải tiêu diệt mèo hoang. Thứ nhất, mèo hoang phá hủy hệ sinh thái bằng cách tiêu diệt những loại động vật nhỏ hơn chúng, từ thú nhỏ, chim, bò sát, lưỡng cư cho đến các loài côn trùng. Theo một bài viết được đăng trên trang của Viện Đại học Quốc gia Úc vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 với tựa đề tiếng Anh là Cat kills more than 1.5 billion native animals per year, mèo hoang ở Úc tiêu diệt hơn 1,5 tỷ cá thể bò sát, chim, thú có vú ở mỗi năm. Bài viết còn cho biết rằng 2/3 các loài động vật có vú ở Úc bị tuyệt chủng do mèo trong suốt 200 năm trở lại đây. Mỗi con mèo gây thiệt mạng cho khoảng 740 cá thể động vật mỗi năm, còn đối với những con mèo nuôi, con số đấy là 75. Thứ hai, mèo hoang có thể giao phối bừa bãi với những mèo rừng bản địa, gây rối loạn nguồn gen cho mèo bản địa. Thứ ba, mèo hoang tranh giành thức ăn với các loài động vật bản địa và gây ra sự cạnh tranh không đáng có. Thứ tư, mèo hoang có thể mắc bệnh dại và rất nhiều loại bệnh khác, dễ dàng truyền bệnh từ động vật hoang dã sang mèo nuôi và con người.
và cũng có thể truyền bệnh từ mèo nuôi và các loại động vật tương tự sang cho động vật hoang dã. Vì sao những loài động vật có vú bản địa khác vẫn có thể lây truyền nhưng người ta không tiêu diệt nó? Đầu tiên vì nó là loài bản địa của Úc và có rất nhiều trung tâm làm việc với động vật hoang dã để kiểm soát điều này. Bên cạnh đó, mèo hoang sẽ dễ dàng tiếp cận trực tiếp với thú nuôi trong nhà và gián tiếp với con người hơn những loài động vật có vú khác. Tương tự ở Úc, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang đau đầu về vấn đề mèo hoang. Không chỉ riêng mèo hoang mà những con mèo nuôi không được quản lý tốt, thường xuyên được thả rông, giao phối bừa bãi và sinh sản không kiểm soát cũng gây nên rất nhiều hệ lụy khó lường cho hệ sinh thái bản địa. Tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, những loài động vật hoang dã bản địa thường hay bị mèo nhà, kể cả là mèo hoang và mèo nuôi tiêu diệt nhiều nhất bao gồm chim sẻ, các loài nhông, thạch sung nha, các loài rắn bản địa, các loài ếch nhái, cóc, ếch đồng, chỗ cây, ếch ương, các loài chân đốt như côn trùng, nhện, bọ cạp, rết và còn rất nhiều loài động vật khác. Điều đáng lưu ý là tất cả những loài sinh vật bản địa đều giữ những vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ sinh thái bản địa cũng như đối với con người. Có loài kiểm soát sâu bệnh hại mùa màng, có loài tiêu diệt chuột phá hại nông sản, có loài giúp con người tránh khỏi các nguyên nhân gây ra bệnh từ ruồi, muỗi, gián. Tất cả bọn chúng đều chết vô ích vì vốn loài mèo nhà thích giết chóc cho vui hơn là để ăn thịt. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Frontiers in Ecology and Environment năm 2017 của tiến sĩ Scott R. Loss đến từ Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ và tiến sĩ Peter P. Mara đến từ Đại học Georgetown có tựa đề Population Impact of Free-Ranging Domestic Cats on Mainland Vertebrates, tạm dịch, ảnh hưởng của mèo nhà thả rông lên số lượng động vật có xương sống trên đất liền cho biết. Mèo nhà hay Felis catus chịu trách nhiệm cho sự tuyệt chủng của ít nhất 63 loài động vật có xương sống, trở thành mối đe dọa chính cho các loài động vật có xương sống trên toàn thế giới. Trên các lục địa và hải đảo lớn, mèo chịu trách nhiệm cho tỷ lệ tử vong rất cao của các loài động vật có xương sống. Tuy nhiên, việc quản lý số lượng mèo lại gây tranh cãi từ lâu và thường liên quan đến việc mèo làm giảm số lượng con mồi. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Polos One vào năm 2013 của tác giả Lê Thị Bình Nghiêm và cộng sự, mèo nhà gây ra thiệt hại tổng cộng là 155 triệu USD, thế mới thấy tác động đáng sợ của mèo nhà lên hệ sinh thái bản địa. Theo giáo sư tiến sĩ Bùi Công Hiển đến từ Đại học Khoa học Công nghệ Tự nhiên Hà Nội, trong một bài đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số thứ 9 năm 2019. Tuy có nhiều thông tin về sinh vật ngoại lai ở Việt Nam, nhưng cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu hệ thống và thống kê đầy đủ những loài sinh vật ngoại lai gây hại và không gây hại ở Việt Nam. Nhìn chung, các kết quả còn phân tán và phiến diện. Việc nghiên cứu về những sinh vật này ở nước ta hiện nay chưa đầy đủ, thiếu cơ sở khoa học. Không thể một đơn vị nghiên cứu hay một nhà khoa học có thể nắm bắt và giải quyết được hết các vấn đề sinh vật ngoại lai. Do vậy, để sử dụng hay không chế chúng một cách khoa học, thiết nghĩ cần tập trung lực lượng chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan tổng điều tra, khảo sát, đánh giá, phân tích để có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả. Mèo nhà đã được liệt kê vào danh sách loài ngoại lai trên khắp thế giới, nhưng ở Việt Nam, chúng ta chưa có một nghiên cứu nào thực sự đánh giá vấn đề đó cả. Tác động của mèo nhà lên hệ sinh thái có thể được nhận thấy rất rõ rệt, nhất là đối với những bạn nuôi mèo hoặc có bạn bè, người thân nuôi mèo. Vậy thì làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ mèo nhà gây hại cho hệ sinh thái? Hãy thực hiện các việc sau. Quản lý vật nuôi một cách có trách nhiệm, hạn chế triệt để việc thả rông và cho vật nuôi đi hoang ngoài đường phố, rừng. Thực hiện triệt sản vật nuôi và hạn chế hoạt động sinh sản của vật nuôi, nhất là mèo nhà. Nếu các bạn thực sự yêu quý thiên nhiên, yêu quý động vật thì hãy chung tay bảo vệ môi trường và đừng thả rông mèo nhà nữa nhé. Luôn luôn quản lý các bé mèo đúng cách, đưa chúng đến thú y thường xuyên để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng. Sau khi lắng nghe những lập luận và dẫn chứng của tác giả Creature Lovers tại Spider Room, các bạn có suy nghĩ thế nào? Hãy để lại bình luận ở dưới video cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Spider Room. Peace!